Bộ Quốc phòng Nga đã đưa ra tối hậu thư yêu cầu các lực lượng Ukraine đang phòng thủ ở Mariupol phải hạ vũ khí, bắt đầu từ 6 giờ sáng ngày 17 tháng 4 theo giờ Moscow, khoảng 10 giờ sáng ngày 17 tháng 4 theo giờ Việt Nam. Hãng tin TASS dẫn lời đại tá Mikhail Mizinev, người đứng đầu Trung tâm Kiểm soát Quốc phòng Liên bang Nga, cho biết Moscow đưa ra lời đề nghị trên do tình hình thảm khốc ở nhà máy thép Azovstal cũng như các nguyên tắc nhân đạo. Trước đó, Nga nói đã xóa sạch tất cả các lực lượng kháng chiến của Ukraine tại khu vực đô thị ở thành phố Mariupol, đông nam Ukraine. Số binh sĩ còn kháng cự, bao gồm cả người Ukraine và người nước ngoài, đang bị bao vây tại nhà máy thép Azovstal. Ông Mizinev nói thêm, chúng tôi đảm bảo ai hạ vũ khí sẽ được tha mạng. Theo đề xuất của Nga, lực lượng còn lại tại nhà máy Azovstal phải rời đi trong khoảng từ 6 giờ đến 13 giờ, giờ địa phương, mà không mang theo vũ khí, đạn dược. Hiện Kiev chưa phản hồi lời đề nghị từ phía Nga. Ngày 16 tháng 4, Tổng thống Zelensky đã phải thừa nhận tình hình ở Mariupol rất nghiêm trọng. Cũng theo TASS, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết thiệt hại của quân đội Ukraine và lính đánh thuê nước ngoài là 23.367 người. Ông Konashenkov nói thêm rằng tuyên bố gần đây của Tổng thống Zelensky trên truyền thông phương Tây rằng Ukraine có khoảng 2.500 đến 3.000 quân nhân thiệt mạng là nói dối. Ông Konashenkov nói, Bộ Quốc phòng Nga có số liệu thống kê đáng tin cậy về những tổn thất thực sự của quân đội Ukraine, điều mà Zelensky sợ hãi khi phải thông báo cho người dân. Giới phân tích dự đoán Mariupol có thể trở thành thành phố lớn đầu tiên của Ukraine thất thủ vào tuần tới, theo báo Washington Post. Chiếm Mariupol sẽ giúp Nga kiểm soát khu vực duyên hải biển Azov và làm cầu nối trên bộ giữa khu vực phía đông Ukraine do Felikhai nắm giữ và bán đảo Crimea mà Nga sáp nhập năm 2014.